qua Bằng Châu. Cửa khẩu cũ, họ gọi là cửa khẩu chuẩn bị qua thành phố Khong Kaen. Cửa khẩu đi bằng thuyền. Thái Lan. Cửa khẩu này lúc xây dựng cái cầu Mỹ Hải này xong, và thành thì cái cửa khẩu này cũng mở hoạt động, đồng thời giám sát các hộ chiếu. Còn bên đây, ông bên đang ghi nhật ký video. Đây là cửa khẩu Diễn này. Cháu lên đường từ đây chụp quay cái trong em một chú gợi cho này. Hai cha con đừng hôn nhau cái rồi quá đẹp. Chào chiều nay là mai buộc phải về, phải có trâu nó mới chuyển video đấy nghe. Phải về chuyển quá nè. Việt Nam, Lào, Campuchia. Đằng kia là cầu Hội Nghị 2 á. Đây chúng ta đang đi về phía cầu Hội Nghị 2 thưa quý vị. Cổng gò chuẩn bị được lòng. Và phía bên kia là cầu Hội Nghị 2. Cùng thông báo với đoàn, lúc đoàn chúng ta đến với đường nước Thái, có nghĩa là đoàn chúng ta đang vào một đất nước có rất là nhiều điều, nhiều cái quy định cấm. Nhất là đề nghị thông bài, không phải gì rồi. Ok, thông bài ở Thái cũng được không? Ở Thái là không có casino rồi. Đất nước Thái không có casino. Và cái việc đánh bài, tổ chức đánh bài, đánh bài và tổ chức đánh bài là không là nằm vào trong điều cấm. Trên xe mình có thể chơi, nhưng mà chúng mình một người một nàng đang tiếp bạc thôi. Còn đang là bạc là một người một nàng. Thế không ạ? Học dứt ạ? Đi về khách sạn thì đang ăn. Về khách sạn thì không chưa tắt đèn. Bây giờ chúng ta đang vừa cầu Hội Nghị 2. Con qua dòng sông Mekong. Đây là sông Mekong. Đây là dòng sông Mekong. Khu vực được gọi là rộng nhất của dòng sông Mekong. Biên giới giữa Lào và Thái Lan. Khu vực này thì anh Quang anh nói là 1.500 mét. Đây số rưỡi. Thực sự thì nó phải 1.600 mét nối hai dịp giữa hai bờ. Cái tàu này có chiều dài 2.060 mét. Cái cầu Hội Nghị là cái cầu thứ hai nối liền giữa Lào và Thái, được khánh thành vào tháng 12 năm 2006, có nghĩa là có tuổi đời 11 năm. Cầu này đây do sự viện trợ của nước Nhật Bản giúp chính phủ hai nước Lào và Thái Lan. Và các kỹ sư xây dựng của Nhật
cùng hy sinh vì sự nghiệp cho hai người này cũng cá nhân. Ở giữa cầu nó có cái bia tưởng niệm ghi tên cả cái chiến sĩ thầm lặng giúp và thế ra Nguyễn Đông Sơn. Rồi chúng ta cùng tiếp được tiếp bài luôn. Phía bên trái trước mặt của chúng ta có cái con này gọi là con Ma Yana, hay mình gọi là con rồng ngược hay là con thú luộc. Người dân hai bên bờ của dòng sông Mekong này có niềm tin dưới dòng sông này có cái con vượt thiêng này. Thấy con vượt thiêng này sống được yên ổn hay không là do sự thờ cúng. Và bây giờ đoàn chúng ta chuẩn bị sẽ chuyển một làn giao thông vào được Đức Thái, là đoàn chúng ta vào Đức Nước nằm trong khối hiệp hội của Liên hiệp của Anh, đó cũng bị Hàn Quốc trong kiểm đồng đô đô hồ thì ở Đức Nước thấy ra, nhưng mà nó nằm trong khối Liên hiệp của Anh. Do vậy đoàn chúng ta bắt đầu sẽ chuyển làn chuyển làn giao thông là ngay cái vùng biển Đức Thái đây. Đoàn chúng ta sẽ chuyển qua làn đường phía bên trái. Bây giờ đoàn chúng ta sẽ đi nghịch với làn đường và đường chúng ta rồi. Có nghĩa đoàn chúng ta lúc đi qua đường không phải đi phía bên trái nữa mà đi phía bên cạnh bên phải, và cách qua đường ở bên trái hãy khó cho ta mặc ta rất là khó. Cái này đi qua đi đoàn sau bên kia thì nói tiếp. Và bây giờ sau khi đoàn chúng ta có hồ chiếu rồi và có tờ khai này rồi, xuống khỏi xe đoàn chúng ta sẵn sàng và đồng dấu theo quán hiệu một. Ở đây thủ tục của họ không cho hướng dẫn viên đóng, bắt buộc khách phải tự đóng theo thứ tư từ người. Nhà vệ sinh thì phía bên trái có đi vệ sinh đi vệ sinh. Và vấn đề thuốc lá ở đây 2.000 bạc lái nếu như mà cũng không đúng nơi có bằng. Xe tuk tuk của Thái. Lại đây thì mình biết rồi, nếu mà cần mơ thì cứ đi tuk tuk ra gần thôi. Chúng mà chưa vô tạm mà không có thiệt như được không? Nói chung là cái chỗ này là cái chỗ mà trong trận hành trình 6 ngày là cái chỗ này là chỗ đúng là chỗ chân để mua thực lực cái kinh tế đây. Và giá cả thì nó cũng tương đối, hệ thống chiếu thì nó cũng một hệ thống mình.